thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Danh, 27 tuổi, bực tức vì người yêu bỏ đi nên chặn đầu đánh, đòi lại tiền vàng từng tặng cô gái. Ngày 24 tháng 2, Danh quê Trà Vinh, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm về tội cướp tài sản theo khoản 2, điều 168 Bộ Luật Hình sự, khung hình phạt 7-15 năm tù. Dù được nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng do mức án 5 năm tù tòa sơ thẩm áp dụng đối với Danh đã dưới khung hình phạt, nên bị cáo không được giảm án. Bị cáo Danh sau phiên tòa, ảnh, Bình Nguyên. Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2018, Danh sống như vợ chồng với chị Vân ở Trà Vinh. Sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, nên chị Vân đi làm tiếp viên quán cà phê ở Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, còn Danh đến Đồng Nai làm tài xế. Tối ngày 11 tháng 6, năm 2019, Danh từ Đồng Nai đến Cần Giờ tìm Vân, hỏi lý do vì sao bỏ đi đồng thời đòi lại tiền vàng đã cho người tình. Thấy chị này ngồi trên xe người đàn ông khác, anh ta đuổi theo chặn lại. Danh rút con dao trong người ra nói tiền, vàng đâu trả lại cho tao rồi đánh chị Vân làm rớt chiếc ví xuống đất. Chị Vân hoảng sợ, để anh ta lột bộ vòng xi men trên tay nhưng bất thành. Danh giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân và lấy chiếc ví rồi bỏ đi. Đến Bến và Bình Khánh để qua huyện Nhà Bè, Danh bị công an bắt. Cuối năm ngoái, bị Tòa án Nhân dân huyện Cần Giờ tuyên phạt 5 năm tù, Danh kháng cáo xin giảm án. Bình Nguyên Let's Block X. Oi.